chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, sau bạn kaput. Ok, hello chào các bạn, sau bạn đã research. Nên nghe phải là chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giả Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần, các bạn, anh em mình trở lại nông trại bốn bản làng. Thì hiện tại các bà cũng đang là vừa là làm mướng, làm hồ để kia các bạn, vừa là làm ruộng để chuẩn bị cho cái ngày vụ sắp tới. Thì anh em mình cũng đã là ngấm giống lúa rồi các bạn, đấy, chuẩn bị là ủ giống. Đấy và dưới này cũng là gọi là cùng kế hoạch là gọi là cùng tương đối rồi. Thì để tí nữa mình, để ngày mai mình sẽ đưa cái máy cày, cái máy cái bẻ, máy phải đặt đấy các bạn, để lên để làm có một lần nữa, xong là sán cho bằng là rắc vôi vào, và để khi cần gieo mà đấy các bạn thì sẽ là cho phân bón vào phân chuồng đấy các bạn. Dạ sao bà SEO như ta ta bà là đấy. Sí, estamos acabando los canteros. Estamos a direitar tudo para ficar tudo direito. Ok. Yeah. Ufi cũng ta là này. Sí, está lá, está lá. Thì là sáng sớm là xuống đây rồi. Còn anh em mình trưa trưa chiều chiều đấy thì anh em mình qua đây, thì hôm nay mình lên đây là cũng là muốn tổng cái số tiền các bạn, các số tiền đã bán những cái lần trước, tất cả anh em mình cũng là cái đống sổ sạch cái rồi, để xem để lên bán giá cho các bạn từ bàn hay là như thế nào đấy, thì để tùy các bác, thì là cũng muốn mua một cái chiếc xe ba gác các bạn, nhưng mà hiện tại số tiền cũng chưa đủ, cho nên là được cái từng này số tiền đấy thì tí mình sẽ bán giá các bác sau. Ya, es hoje. Sí, sí. Eu chego aqui para cortar dinheiro do tudo verde para vender aí. Também, tá, também. Có một số lần là mình giao tiền cho các bác, một số lần thì kia cho người dân rồi. Còn là đây tất cả là mình đã lấy nơi chị Huyền, tất cả số tiền này là đã ghi vào sổ sách tất cả rồi, tí mình sẽ bán giá cho các bác trưởng bản. Thì hôm nay chị Huyền cũng bảo mình là có muốn mua thêm vài khái su hào và củ cải các bạn. Ở đây củ cải đã có rồi và su hào bây giờ cũng gọi là tương đối là già, chuẩn bị vào già rồi, cho nên là chị Huyền cũng dần là đưa về bán. SEO chứ? Sì, sì. Que tudo o dinheiro vende ele dia já tá aqui comigo. Tá bem. Aí cuidado não. Ah, cuidado. Não, tá bom. Muito obrigado. Đấy thì hiện tại tất cả mọi người đang làm ở trên kia hoàn, chỉ có là mấy em nhỏ đi theo bố mẹ đang mở đường được cho chạy dưới này để tưới rau. Thì bây giờ là sẽ thôi, bây giờ là để mà thu hoạch cái hoàn, thu hoạch cái su hào này xong nên là thì sẽ lên đến làn, chứ trời bây giờ là nắng lắm. Hết mùa mưa rồi trời cực kỳ nắng luôn. Bây giờ không đứng dưới này là các bác đây ốm đấy, giờ đợt này chuyển giao mùa nắng và mùa lành hay ốm. Dạ anh tao bảo cô ra, ô dư đủ đủ restaurant ta đủ Việt Nam ta. Sì sì. Em đi kêu có một đám ai mua của đấy su hào. Ok. Su hào. Ha su hào. Tạm bon. Tạm bon. Tạm bon. Ở đây bên đây mai đấy. Sì sì. Nào bây giờ ta đang còn mấy luống dưới kia các bạn để ăn. Còn cái luống này anh em mình sẽ bán đi. Bán nhổ hết cái luống này, gọi là củ to anh em mình sẽ nhổ và để đứa đi bán. Dạ cô ra tí ra xôn đủ cái đan nữ. Ui gì đan. Đủ đu xôm vào để bôi cô ta đi nghe luôn. Tạm biệt, tạm biệt. Tí nữa lên lãn này còn, thì mình sẽ tổng cái sổ sách sau để bỏ trong túi để cho em camera men cầm. Phải lên phòng cái gì? Phải lên mỗi nền, mỗi nền, mỗi nền. Để phá gai xôm vào. Tạm biệt, tạm biệt. Người ta cho về đấy. Đấy, củ xua bằng củ như nói như to là to phải đấy. À, xôm vào. Nào, 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 cao anh à, cao anh à, cao anh à. Nên ngày bữa trên nó tì ra gì? Cô ta xuống foi ali do meio aí não conta já sou valor já sou bati ó te conta sou por educar já tá bem leva do educar já vai lá educar já educar leva vai na lei ok um beijo a ti anda comigo leva se vai lá vai gela o le leva se vai lá já pode o tira se vai lá vai lá já não calma 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 não embora assim tá vendo vê vê o fazer aí de hướng dẫn cho các em cầm nhổ này thì là mất công cắt các bạn tá vendo leva se vai lá. Sao bà tira ya? Está bien. Ocuchi tiene ganas. Isu, isu. Isu, está bien? Ya. Después no. Ocuchi tiene ganas. Ya. Nah. Otro va a ayudar a Soba. Ane nemo. Leva. Otro va a ayudar a Soba. Now. La lari. Calma, ya. Ahí no tira tu rum. O vos tira así, ¿cuál es pequeño? Ahí no tira ya. Aquí tú vas a salir. Toma. Con Soba, bueno. Está grande, ¿no, Soba? No. No, está grande, está grande, está grande. Está grande. Olha só. No, este tem muito dinheiro. Liga. Não, esse... Esse depois vende do bobo vietnamita, vai ter dinheiro já. Ai, é. Esse tá pequeno, fica filho. Tá bem. Tira já, tira já. Leva ainda. Não, 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 não. Não, não. Tira ainda. Eu vou escolher. Só bá thân đi. Đấy, xe nhổ rồi đến bán cho chị Huyền để góp một số tiền nữa để hỏi cái xe ba gác là cuối cùng là cái giá cuối cùng là bao nhiêu nhé các bạn. Là để biết cái giá, vì ở đây mới có một cái xe ba gác là sẽ rất là thuận tiện cho người dân bản luôn. Đi lại đây là các thứ, đây là chở phân lấn bón đây, với cái gì dùng thuế các bạn, rất là mất công và tốn tiền đấy. Chẳng thà cùng cái xe là đi khỏe hơn, thoải mái hơn. Tí ra đê ra nữa chứ. Ở đây nó còn cả củ cải ấy các bạn. Củ xoa này. Thằng cái ra được xong rồi. Nào, yeah.
Chama su hào, né? Su hào. Su hào, bắp cải, xà lách. Su hào, bắp cải. Qua là bị kê đồ ra nó đi rồi nhá. Xe già đây còn, nặng như này mà. Nguyên được tựa thường xuyên ấy, không còn được là cùng không phòng được đâu, không lớn, không có tiền đâu. Người dân ở đây thì buổi trưa nào cũng ăn su hào các bạn. Không phải là một su hào đâu. Có rau cải này, rau muống này, lá mông tơi này, mướp này. Không đầy đủ rau ăn uống này thoải mái đây. Đi xuống đây đi ra. Mua còn củ đây các bạn, mật ra 1 cân này. Kinh khủng khiếp nhờ. Cái gì? Sao? Quanto nhiêu kilo? Nào, esse marca mim 1 kilo. 1 kilo đi. Esse tá pequeno, pai. Tira, tira, só. Cánh tira thì... Não. Você thì anda só atrás do nosso, já? Nosso vou tirar, já? Ok. Thế như em nhổ các em cùng nào nhổ hết các bạn. Mình nhổ cụ lớn đó, em cùng đây thôi. Trời, đều như Lê Atran bó thì đủ sốp vậy á. Đúng su hào này bạn là người Việt Nam rất là được giải các bạn. Là người Việt Nam bạn là cho cả người Trung Quốc nữa đấy. Người Trung Quốc không đến quán ăn để mua đấy. Thì nhổ thêm một khay củ cải các bạn. Ở đám trai ở nóng trai bốn bản lang đấy thì hiện tại là rõ gì cũng có hết, chúng nó nguồn được ở đây là chúng nó cũng ngay như cái tháng được là hôm kia là anh em mình mục ấy nên là cũng khá là ok, cứ đủ tựa cái chỗ này đấy các bạn. Ủa tôi cũng bị kết không nào giá sụp rồi à, bên em trong hai người bạn hành sắp tới là hai người bắp cải cà chua cà rốt chủ yếu là như vậy các bạn, mua nặng lên đấy là thấy thôi. Dạ, xe cà bùng. Dạ, tí ra xuống. Vâng. Tạm bùi xong à? Ê bùi, ê bùi, ê bùi. Ê bùi. Lá đưa. Dạ, xin mà được phí cà xô xin. Tạm bùi. Agrade, agrade, xô falta bocado, falta bocado xô. Dạ, quê xô. Cắt cho anh để vai một cái lá đến đây. Phí cà xê. Cho nó đẹp. À, cái dương thế làm ra có thành quả để đặt bạc mới vui. Mới có tiền thì mới... có tiền đây có thu nhập đấy. Thế mà riêng à? Thật tủ chưa bao giờ gì vậy? Thế mà cả ba ta mình. Tạ bom xin. Yeah. Xin tra ba lu tay ninh heo. Tạ bom. Nào tạ bom chef, tạ bom, tạ bom. Yeah. Tem que apropriar faca já está coisa. Hã? Apropriar faca não tá bom. Não tá fiado. Não tá fiado, né? Não tá fiado. Esse já tipo tem lima. Já, yeah, sim. Tem. Ainda tem. Ainda tem, né? Sim. Uma caixa vai chegar? Não, vai chegar. Uma caixa vai chegar. Aí, cái bút cắn như này là 1.000 quán này, con. Là người Việt Nam đó. Nếu bạn là người dân bên này thì họ chưa mua đâu. Chứ biết cách đang ăn này, con. Chỉ có ở miếng bản đấy thì mày ăn được thôi. Chứ biết rằng cách ăn anh em mình hướng dẫn đấy. Con người dân ở chờ thì chưa đâu. Cũng còn 2-3 luống gì để ăn. Cũng bạn đấy các bạn. Có đi nào đi không vậy? Hôm sau dưới đất trong thêm lửa mới nữa. Đang chuẩn bị lên đây. Đấy. Thì gối đầu như vậy mà. Mùa nặng này. Alo. Ngô không trồng được thì phải trồng rau củ quả thật nhiều các bạn. Để bán lại tiền. Vé lên đó. Bù lại mua ngô. Vé nó xong à? Thế xin. Sim. Não sabia isso? Não, sou até mesmo eu encontrei essa coisa, o irmão já ensinou. Eu lhe perguntei, o que é isso afinal? Các bạn hiện tại bây giờ là bảo đấy là củ cà rốt đấy bạn, sao lại vô lý như này vì là ở đấy là chưa ăn bao giờ cả. Đấy là đang còn ở đây này là 5 luống, ở dưới kia là 10 luống các bạn, dưới kia là củ cải khác, cái này là củ cải dai, dưới kia là củ cải ngắn, cho nên anh em mình sẽ nhổ 2 luống này đi bán. Vì hôm nay là su hào khá chứ đủ khá đang đi lấy các bạn. Thì su hào anh em mình đã đổ đến ở xóa thông xe rồi. Để lấy cái khá này vào, để nhổ một khá ở đây để đưa đi bán các bạn. Xin phải là củ cải. Củ cải. Củ cải. Củ cải Việt Nam. Cucay. Igual de señora. Ah, sí, ah, igual sí. Mesmo, sí, igual no, mesmo. Igual. Até vai quando agora... eu encontrei, eu disse que parece ser uma senhora, mas não é próprio. Porque okay. É branco. Já vamos tirar. Sim, tá. Leva cá já para ver qual é a grande são. Tá bem, tá bem. Aí, eu sou baú na cotação. Tá bem, tá bem. Na cota muito coto. Aí, onde é? Nhớ bacate.
Đấy, gọi là có cùng củ to, củ bé, củ vừa vừa bằng, nếu như không nhổ nó sẽ hỏng đấy. Sí, sí. Esa aquí también podemos tratar, esa aquí está grande. Sí, sí, tío, ya. Escucha. Está corto, ¿no? Está corto. ¿Tipura tu tubo, ¿no? Ah, no. Bạn có tiền đấy à, có động lực để làm việc các bạn. Đấy, cái gì cũng thế, phải có được cái thành quả ấy, đấy mới có cái động lực làm việc tốt hơn. Nhưng củ các bạn, mùa nắng này, củ này không hại là hỏng các bạn, nó sộp sộp ấy. Không biết nó lôi ra cái đấy nữa đấy. Đây, sộp vào. Oh, oh, ese está grande. Ok, creció bien. Creció bien, señora do Vietnamita. É verdade. Chama cucai. 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 Để mai ngày kia anh em mình sẽ sao một bữa cho các bác, vì nó ngon rất là nhiều nha các bạn. Nhổ đi bán một ít để lấy thêm tiền, thích góp mua xe ba gác đây các bạn. Sau đây mua được xe ba gác là tính sau. Apareció, parece batata, mas no. Sí. Señora, ¿no va a crecer así, no? Sí, no, señora, no. Bueno, crece mesmo así, mas no así como un tanto. Sí, sí. Es grande. Es verdad, es grande. Es más grande. Sí, señora. ¿De qué? O angolano. Gom bán một lần đấy các bạn. Nếu bán chắc một mình chú hào thì hơi ít quá. Một cái pequeño. Đấy chứ. Dạ. Ui, củ nhiều thôi đấy các bạn. Vì ở đấy có phân chuông các bạn. Ui, sật giờ. Bật đi lá đi. Bật đi. Grande. Ok. Có củ các bạn. Ese es más grande la relación todo. Ese es más grande. ¿Tipo todo bu? Ah, no. Ghê ghê quá. Có thu hoạch, có thu nhập là ai ai cũng siêng năm làm việc các bạn. Chúng mua đâu như thế là cũng tương đối ổn thôi. Cũng đã đuôi lên 3 tiêu chắc chung rồi. Tạm biệt. Không nhổ bớt lên nó sẽ bị hỏng các bạn. Sộp ấy. Đất vẫn tốt, có phân chuông vào đất vẫn tốt chứ bạn. Trong cái gì cũng tốt. Ui, tipo do beso à? Muitas pernas. Hả? Tem pernas. Tem pernas đấy. Tem pernas. Ít hôm nữa sẽ sao cho người dân ăn, sao thịt hoặc là nấu cánh hâm sướng không được bạn. Ok. Cho ta sẽ gao không á? Nào anh ta sẽ, anh ta sẽ. Đều bạn. Por acá. Es eso. ¿No lo va a perder, eh? Ya, ya. ¿Es señora do angolano está caro o señora do vietnamita caro? Mas só que o de vietnamita nunca anda a discutir o preço. Ya. O vietnamita é mais caro. É mais caro. É possível, é possível. Porque esse já não aparece aqui em Angola. Sim, sí, sim. Sí. Rau mùi rồi bạn. Mùi tá đấy. Da đây. Để nặng này lên nửa tưới không thể là được hết. Con da. Đấy su hào bên này lên cái lúa mới rồi bạn. Đấy su hào bạn. Hết luống bên kia có lúa mới tiếp này. Luống mới lên mới củ thế này các bạn này. Củ này. Đấy. Đấy grande. Đấy các bạn này. Đấy củ ấy còn non này. Cái lửa này nó còn cực kỳ non luôn. Chúng là gối đầu mà, gối đầu, tất cả đều là lực phải là gối đầu hết. Cái thứ này hết là có thứ khác. Lên, lên là có cái khác lên điện. Ui, tuyệt vời, tuyệt vời. Phật ca gì đó. Ui gì? Hả? Ese grande. Đã mong xin ca sơ xin. Dạ, dạ. Mà từng hôm từng ngày để những con bài lụa như kia để ăn đấy con. Để mái kia nào cho người dân thưởng thức. Không biết có tâm tẻm được con khái đấy con. Hôm nay nhổ lên cho người ta bạn đóng ngay là vừa khéo bạn nhổ nhiều quả lên là không cũng còn nhiều để nhổ đâu. Để bạn cứ tăng khái một. Thì tao grand. Nào. Tam đến grand. Khái. Ngọn nai thẳng tính luôn, chẳng như ra em bé luôn. Tập ba gì, cô tầm mẹ tê. Được khoảng 2 khái su hào, 1 khái củ cải các bạn. Nó như thế thôi, đến bán này cứ gom tích tiểu thanh đài đấy các bạn.
Chủ tịch dần 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 đây là lúc nào tí nữa hỏi ý kiến các bác để xem thế nào, hay mua ba gạc hay là thử tiền để giờ trông tiếp cái trông lúc nào lên là cứ bán lại có thêm tiền đây. Mua cái xe ba gạc thì có tiền lời các bạn, tiền lời rất nhiều. Anh em mình chủ động được nhiều hơn, các bác chủ động được nhiều hơn. Ok các bạn, thì hiện tại anh em mình đã lên đến lán rồi, hồi này như đã thu hoạch củ cải và su hào để lên bán cho quán ăn của chị Huyền. Đấy thì như hôm nay ở đầu video thì mình cũng nói là số tiền ngày hôm nay là để đưa lên để mình bàn giao cho các bác, thì hôm sáng nay mình mới đến chị Huyền lấy các bạn. Tổng tất cả các ngày là anh em mình cũng ghi trong sổ cả rồi, anh em mình cũng là nhân tính toán rồi là để đưa xuống cho các bác để hỏi xem ý kiến. Bây giờ để mà mua xe ba gạc thì tương lai cũng chưa đủ tiền đấy các bạn, chưa đủ tiền này cũng là phải làm chăm chỉ làm việc nữa để có thêm cái thu nhập nữa đấy các bạn. Ya soba. Sí, sí. Tipo va que le ora yo te fa la primero do video. Sí, sí, sí. Es si oye tu do dinero aquí. Tu vende al día. Tu do aquel día até agora. Ajá, te usa fe de acuerdo. Sí. Yo te dice la do restaurante. Ah, okay. Para cuando vende a creve do cadeno. Sí, sí. Después pe dinero entra bue que busca una vez. Okay. Porque busca un poco de vaga para larga. Sí, sí. Para larga dinero. No entra bien. Es verdad. No entra bien dinero. Sí, sí. Entonces hoy ahí tuvo dua que tengo 400 mil. 400 mil. 400 mil. Ha. Ah, sao thế? Mẹ tao nghe nào ơi. Ok, hello cho các bạn. Tao nghe như này sao anh? Thế chúng là thở ấy. Nắng quá, nắng mới đó, nắng đứng nào chứ mệt chứ. Cùng cái này đây. À giờ đó lúc đó chúng phía bên đây là cái cùng dân cùng làm cùng ổn đây này. Còn phía bên này là cũng đúng là anh em mình mấy hôm trước là tài đang mà rụt chậm không? Hả? Rồi phía nước trong một cái cây đó nữa, có một cái mạch nó chảy ra. Hả? Nó chảy bằng một cái máy bơm luôn. Ờ. Đó không? Thế chứ tắp lại à? Không, tắp được. Tắp được. Cũng tắp được. Không thể can được đúng. Không thể can được cho nên là mình giữ cả bơm cả bắt. Cả bơm cả bắt, cả đào luôn. Ừ, cả bơm cả bắt luôn. Để mà đào luôn chứ. Để cho đào. Đó, thế đó, để mà đào xung quanh luôn. Mấy cái tiền đấy. Tiền đấy là tiền ở lại ở trên chị Huyền nhỉ. À. Mấy hôm bươn ra bán là ghi trong sổ lại đây. À. Tổng được 400 nghìn thì hôm nay lên chị Huyền cùng dàn là su hào với là củ cải. Nên là hôm nay là lên cùng lấy luôn. Nhổ su hào với củ cải lên để bán. Đã nhổ chứ, cho dân nhổ chứ. Rồi, cái này các bác về mấy em nhỏ về tưới. À. Muốn kéo người dân lên là vì nó làm dở như này nhưng mà kéo lên đi vô lên đi xá. Đúng, xá lắm. Mà giờ này anh cho làm để mà bắt mông nha. Đúng, để mà bắt con giống luôn. Để ngày mai đưa cái mấy cây lấy này. Cái mấy phải nhà ta đây. Chắc các bạn ở đấy là không biết cái mấy khai này thôi. Có đã thấy đâu mà biết. Thôi để vào câu chuyện tiếp thôi. Dạ, anh tao. Tu đua ki e song qua sen tut mili. Qua sen tut mili. Anh tao. A du so ba du anti tính quan tu. Ở du teo. O meu tem. Sao kiểu đi xe có đợt mình đã nó có phần mềm bên. Lần trước là cùng mấy lần trước là cũng có đưa cho bà một số ý tiền ấy, không biết là tổng là bao nhiêu. Tôi tiền tao, Mà dù mình không đều tiền tao, có khoảng tầm 80 nghìn nha bạn. Em tao cái xong tu đu xong qua xe tụt mì lì. Ok. Số bà công phim mà ra. Đấy mình để cho các bạc đếm nha bạn. Số bà công phim mà. Dạ, vì ra kì. Đôi. Três. Quatro. Quatro, cinco, Calma, show. Tu é tremendo porque nunca vi dinheiro deste. Nunca vi, nunca pegar esse nunca. Agora não dá conta, né? Já está me ultrapassando a cabeça. Está me ultrapassando a cabeça. Lando, esse é dinheiro. É muito. Esse é dinheiro. Eu também nunca vi. Vi só ainda 100 mil. Ah, dá. Nunca contei mesmo 100 mil. Conta já, continua. Assim tenho que repetir mais, chefe. Ah, que sim? Esqueci. Não sei. Não sei ainda. Você sabe? Não. Esse dia parece ter uma mania. O coração fica balançado. Aí é? É, fica balançado mesmo. Você? Ainda. Confirma bem. Faz mais assim. Chắc có thể một cái bạc tiêu chắc điểm thang nhé. Trash nhé. Ui dạy, để các bạn đến tiền hay có thể đến mãi các bạn. Nó các bạn, các bạn sao chứ. Đều hẹo con tay mình. Hãy để mình đếm cho nhánh thôi chứ. Rún như các bạn cắt rún các bạn. Ở con tay. Lần đầu tiên mới cầm được số tiền lớn như này. Cô đang sẽ tạm bà lo sở nhìn. Tạm bà tên mà lưu. Về, ya, về.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, batia esses 100 milis. 100. 100 milis. É muito. Conta para ver, né? Conta ainda. Tá bem, tá bem. Devagar, devagar, já? Tá bem. Use. Bạc là rủ nữa con. Con trai mê tin. Dois. Devagar, só. Não vira mais, já? Tá bem, tá bem. Três. À, phải để em kỳ các bạn, để là dương phải sang phẳng, tiên nóng nó phải đồ rang các bạn. Đấy, không, sau này là để cho các bạn chứng kiến đếm đủ rồi đấy. Ôi, chú. Nó. Đếm. 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 Đệt nó ấy, đệt cái để cái này có khỏi mặt bị rúng tay rúng quá đấy bạn. Đôi. Đôi. Đôi sí. Tres. Tres. Cuatro. Ok. Cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Así es 50, ¿no? Seis. Seis. Siete. Oito. Nove. Diez. Rồi, xoan đếm. Conta aquí. Así te dez, ¿no? Dez. Dez. Vinte. Vinte. Trinta. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Certo ou não? Tá certo. Certo? Arruma. Arruma. Aí eu vejo dài. Dài đã trở ban như thế các bạn. Để em đếm chứ không. Lần đầu tiên các bạn mới cầm được số tiền lớn như vậy các bạn. Nếu như cầm còn tầm 1.000, 2.000 đô rồi. Cứ chắc là đếm lên mãi mất. Cho cầm cho bạc thì đếm tuần luôn. Calma, coração devagar. Mas parece agora está vindo um bocado no lugar. Já, tá bom, arruma já. Soba, conta, confirma já. Agora soba, confirma já isso já. Agora soba, isso. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Conta. Dez. Vinte. Trinta. Né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Certo ou não? Tá certo. Tá bom. Certo. Arruma. Tá certo. 2, 3, 4, 5. Já bạc cho làm ngân hàng cho con lên. Dân đềm chơi mà lấy tiền chị. 10, aqui tem 200. Quanto? Tem 200 mil. Tá bom. Sim. Con đếm hồi tiền như thế mà cũng rất lâu chứ bạn mất. Tôi báo phụ đi. Để đếm mới xong xuống rồi xem hồ cá nào rồi chứ. Nặng ấy, nặng thật đấy. Hôm qua tiền mưa một tí thế mà sao nặng thật đấy. Xét tú. Ta xếp, ta xếp. Ta xếp, bula xa, amara. Amara xa. Aqui xe nhé. Sí. À, đây là 100 nghìn này. Đô đô quạt sen. Đây là 100, đây là 300 nhưng hoàn tổng là 400. 400 nghìn thì tương đương bây giờ là khoảng tầm gần 400 đô. Gần 400 đô mà xé ba gạt là bây giờ phải rơi khoảng tầm hơn gần 1.500 đô đó bạn, gần 1.500 đô là một chiếc xé ba gạt. Hả? Bây giờ. Một chiếc rất là nhiều. Thiếu. Thế nhưng Amara xin chụp à. Amara xin về. Về này, tính đi phải về xuôi, ta về. Tu lu ficar direito. Ok. Entende? Así. Ok. Ok. ¿Cuatrocientos? ¿Trescientos no es sopa? Sí. Cuatrocientos. ¿Cuatrocientos todo? Sí, todo cuatrocientos. ¿Todo cuatrocientos, no es? Sí, sí. ¿Está cierto? Sí, está cierto. Entonces, sopa, ¿te hacen algo de esa cuenta de hoy el día qué? Hoy el día. Hoy el día de hoy. Recibe... cuatrocientos mil. Kwanza, assinatura. Assinatura. Kỹ vào đàng hoàng các bạn, sau này có sổ sách hết. Không... Dạ, sốp à, đôi sốp à, thì assinai kỹ á. Dạ, vì. Thì assinai kỹ. Thảo bạc kỹ vào. Đấy, sau này cho rõ ràng.
làm cái gì đến liên quan đến tiền đóng này bọn là phải rõ ràng dứt khoát để sau này là có bằng chứng, có sổ sách đàng hoàng là công khai đấy để cho các bạn công khai với người dân bản. Tá tudo bem. Já sou bom. Então agora tudo já te assina tudo já. Tá bem, chefe. Então agora o dinheiro esse tudo de vender de coisa. Do Barati tem 80 mil lá, né? Sim, sim. Mais ou menos, né? Sim. Depois tu dá já para confirmar conjunto com esse livro. Tá bem, tá bem. Para depois não, depois não comunicar com o povo para tudo e ainda de bem. Tá bem, tá bem. Então esse hoje são 400 mil aqui. Sim. Eu tirei isso aqui já. Tudo já está aqui já. Tá bem, certo? Tá bom. Acabou. Sim. Do Barati já não tem mais dinheiro para quê? É verdade. Tá bem, tá bem. Agora o dinheiro te guarda com um. De eu vou dar do para dois soba pegar ou como assim? Soba. Isso é uma grande responsabilidade. Sim. Vamos fazer como? Vamos guardar o dinheiro, vamos ainda dar o chefe para poder guardar, porque não. Já nós somos capazes de guardar esse dinheiro. Sim, por causa no meu gimbo, as crianças vão mexer. É melhor só, chefe. Soba, vamos entregar ainda ao chefe. Na irmã do Soba, para nos guardar. Depois, quando chegar o tempo de que queremos. Vamos procurar. Vamos buscar mais. Pois, porque aqui precisamos de muita coisa. Sim. Estamos a precisar de uma caleluia, pelo menos. Sim. Para transportar adubo. É ou então comprar lá adubo, ou estrume e tudo. Então, para estrumar todos os nossos cereais. É isso, pois. É isso mesmo. Então, nós preferimos assim, chefe. Sim. O dinheiro ainda tem que estar ainda nas mãos do chefe. Ah, é? É, porque aqui não somos capazes de guardar esse dinheiro. Ah. Aqui tem muitos que mexem e também tem rato cada vez. Nós estamos a guardar muito assim coisa. O rato aquilo leva até nos buracos, a criança leva, depois fica a coisa. Sim. Ficamos assim tudo. Vamos perder o nosso dinheiro. Sim. Ah. É melhor só que ficasse nas mãos do chefe. Quando chegar no tempo. Nós vamos dizer, estamos a precisar de muita coisa aqui. Yeah. Estamos a precisar de uma caleluia para nos ajudar a transportar o estrume. Sim. E depois, ou então levar os nossos couves e repolhos, como que é, para assim, levar no que é na praça. Isso mesmo. Não temos transporte. Aí, daí eu quero que vocês vão trabalhar com a banda bên nhau, e lá, hai bạn quyết định là cái số tiền này để mình giữ lại. Và để khi đủ cái xe ba gác đấy các bạn thì là sẽ mua cái xe ba gác thì chắc chắn còn đang rất lâu. Các bà cũng bảo là chúng tôi rất mong muốn mua cái xe ba gác các bạn, đúng rồi, thì có xe thì sẽ rất là tiền lời, rất là nhiều cái luôn các bạn. Đấy, có thể từ đi chở hàng, đi ra chở bạn này, hay là chở đi bán cái gì, hoặc là chở phân bò về tại bản. Đấy, nó đỡ rất là nhiều luôn. Đấy, cho nên là anh em mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bà trồng trọt thêm. Đấy, lúc đấy là sẽ có cái số tiền nhất định là sẽ mua cái xe ba gác để với một cái mong muốn đấy từ tay người dân bản làm ra. Đấy, đấy các bạn, rất là ý nghĩa luôn. Dạ anh ta xin porque esse tempo agora é importante de caleluia, é muito importante. É mais importante mesmo. Tem muito de coisa importante. Sim. Mas importante primeiro é só caleluia primeiro. É verdade. Para é trazer botar andar lá, qualquer coisa aí, trazer de trume, leva couve e vai do quilômetro. Sim, do quilômetro de 40. É verdade, é verdade, Não depende, de ninguém. Sim, sim, Só quero vai, quero ficar. É verdade. Não depende, tipo, você quando aluga tem que depender de outro. Sim, sim. Ele culpado ou não. Ok. Assim tá mal. Então, o chefe tem que ainda nos guardar o dinheiro. Sim. Porque aqui nós somos capazes de guardar. Ok. Cada vez as crianças vão roubar, vão comprar bolacha ou que não sei que tal. Sim. Ou assim o dinheiro vai esconder. Sim. É melhor estar nas mãos do chefe para nos guardar. Quando chegar no tempo, o chefe já vão falar com o chefe para nós comprar o que nós estamos a necessitar. Ok. Sim. Então, do teu também ficar lá, tem dinheiro do caixa, né? Sim, também então, tem. Então, amanhã trazer. Vou trazer amanhã. Amanhã trazer, depois sim, assina sim. Tudo, é assim, para eu vou pegar tudo. É verdade. Se ganhar dinheiro, porque um caleluia agora fica 1.400.000. Hã? Já, ok. Uma caleluia. Ok, ok. Falta bué. Ok, momento ainda show. Falta bué. Então, eu vou escrever esse hoje, eu vou receber dinheiro, já? Tá bem. Aí, mình sẽ ghi lại, mà mình sẽ nhận cái số tiền này. Và để ngày mai, bạc đưa thêm 80.000 của bạc đang còn ở nhà nữa, là đưa đến tổng tất cả là 480.000, mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt giữ đấy là đủ tiền thì mình sẽ mua xe ba gác nha các bạn.
Hoje dia 11, né? Sim. De maio. Tony recebe já? Aham. Recebe 400 mil já. Ok. Tá aqui. Ok. Já. Você agora pega com Karen Wessel. Tá bem, tá bem. Já o seu chefe tá já. Tá bem, chefe. Já. Então, tá aqui. Isso. Ok? Yeah. Eu vou guardar isso já. Tá bem, chefe. Eu vou guardar isso. Tá bem. Para depois ter um futuro, comprar okay. mais qualquer coisa. Muito bem. Sempre muito cultivar bem. Para depois comprar coisa, depende. Sim, sim. Tá do bem, nosso, chefe. Quando quero andar, é mesmo andar. Não, tá bem, não tá depende bem. De ninguém. É tá verdade, chefe. Daí, tem o que bạn, thì hôm nay là mình lên cùng bạn giao số tiền là bạn cả rau củ quả. Vừa rồi là tổng tất cả là 480.000. Tương đương với gần tầm gần 500 đô. Đấy, gì đấy các bạn. Đấy còn thiếu nữa thì để giờ bây giờ trồng để cánh tạc tiếp là để hôm sau là đủ số tiền thì mình sẽ mua một chiếc xe ba gác để cho các bác là chủ động đi lại và chủ động tất cả những công việc tại chỗ chỗ nông trại đây, đúng không? Đúng rồi, cái chứ phải cứ phải có. Assim é boa sorte trabalho bem. Não, fraca. Não é? Fraca. Nói chung là càng ngày thì không phải là riêng hai bác, nói chung là cả dân đi. Như trước đây mới đến với anh em ấy nhá, thì được khó khăn á. Thì càng ngày thì càng cũng có cái sự phát triển, càng ngày càng phát triển. Thì đặc biệt là kiểu càng ngày thì như trồng rau củ quả của Việt Nam này, bởi vì người dân bây giờ cũng đang thích trồng rau củ quả Việt Nam. Đấy. Bởi vì cái giá trị, cái lợi nhuận nó cao hơn, đấy. Hơn cái rau củ quả của Angola. Cho nên là cái đợt vừa rồi đấy là anh cũng nói là người dân, mình rõ ràng ba mặt một lời đó, đấy. Bán được bao nhiêu. Ghi lại mà từng này số tiền đấy các bạn, từng này số tiền đấy thì cũng không phải là ấy đâu, vì là có một số tiền là mình đã chi ra rồi, mình đã ghi trong sổ sách tất cả rồi. Những cái lần chi ra đấy là mình cũng nói với các bác là chi là mua cái này là tích từ tiền trong này ra, chứ không phải là mỗi số tiền này là từ đầu đến cuối đâu các bạn. Vì cũng đưa cho bác nhiều lần rồi, các bác là chi ở đấy các bạn, chi ở trong tài nông trại, thì nông trại bây giờ là từng này số tiền thì giờ mua khoảng vài bì lấn là hết các bạn, mua vài bì lấn là vài đàm là hết thôi, không cần làm cái gì đâu. Nói từ cách đó 7-8 tháng chứ mà con mới là con 400 bạc thì ta không ngã tin cho cả. Đấy. Bởi vì đấy là chẳng qua là cái 400 đấy là cái số dư thôi. Số dư, còn là cái số thu là nhiều hơn một ít nữa các bạn, nhưng mà chỉ ra để các thứ nữa. Thôi thì để tương lai đầu tiên là từ tháng 6, từ tháng 5, hôm nay là mùng 10 tháng 5. Thì cho nó đến khoảng tầm vài tháng nó đủ tiền mua xe ba gác các bạn. Đấy để mong sao nó có cái kết quả tốt tại nông trại bốn bản làng nơi đây. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Các bạn trồng bản ở đây thì quả thật đúng các bạn, quả thật nhìn rất thương luôn. Dạ, xin vua quạt đá công ra cả lô lì à. Dạ, bây giờ. Vua một trendy. Xì. 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 Xì.